các bạn nước ép cần đây trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp. Thì để làm cái nước ép cần tây này chúng ta cần tới là 250g cần tây tươi. Thì khi mà mình mua về mình cắt bỏ đi cái rễ và mình rửa sạch. Ngoài ra thì mình cần tới là đường. Thì thường thường á, người ta làm cái nước ép này đó là người ta bỏ cái cần tây vô nước đang sôi khoảng 2 phút và sau đó cắt cái cần tây thành những cái khúc nhỏ các bạn và bóp thành nước ép và sau đó bỏ thêm đường vô. Nhưng mà mình đó thì mình làm theo cái cách của mình là mình sẽ bỏ vô trong cái máy ép thì nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ mình ép nhé. Rất là nhanh, gọn lẹ, trong vòng khoảng chừng dưới nửa phút là mình đã có nước ép uống rồi. Thì cái nước ép này hơi khó uống thiệt, nhưng không sao. Nếu mà các bạn đang điều trị bệnh cao huyết áp thì mình phải uống thôi. Thì nước ép mình đã có rồi và mình thêm một chút xíu đường vô. Thì mình không có sử dụng cái đường bình thường. Nếu mà các bạn không có đường stevia đó thì cũng có thể là sử dụng đường bình thường cũng được. Mình thì mình chỉ sử dụng đường stevia này thôi. Đường này thì nó sẽ ngọt hơn cái đường bình thường đó các bạn, nhưng mà nó sẽ tốt cho sức khỏe. Mình đổ vô một chút và mình quậy lên để uống. Quậy đều lên. Thì uống 2 lần trong một ngày và mỗi lần thì một ly nhỏ. Thì một ly này chia ra làm đôi để uống, hoặc là các bạn muốn xay và làm tiếp uống cũng được nữa. 2 lần một ngày, mỗi lần một ly nhỏ để mình thử nhé. Xin mời các bạn. Nó hơi khó uống vậy sao, nhưng mà mình uống vô cũng không sao, không tới nỗi gì hết. Mình biết cần tây này rất là tốt. Thì cái nước ép cần tây này á, sử dụng trong việc mà điều trị là huyết áp nè và chảy máu kinh nhiều, tiết dịch âm đạo bất thường, ho đờm và máu trong nước tiểu các bạn. Ngoài ra thì còn có tiểu đường nữa. Nhưng mà mình đang thắc mắc là tại sao mà điều trị bệnh tiểu đường mà mình lại bỏ đường vô trong đây. Mình nghĩ là chắc bỏ số lượng ít thì không sao. Còn mình nghĩ là bỏ đường vô để cho dễ uống hơn một chút. Mình uống tiếp nha các bạn. Hơi khó uống, nó có cái vị đắng, nhưng mà không sao. Vậy nha các bạn, chúc các bạn thân tâm thường được an lạc và mạnh khỏe. Các bạn nhớ bấm subscribe để đăng ký cập nhật các video kế tiếp của mình. Bye bye!